Theo Bộ Nội vụ Pháp, có hơn 782.000 người đã xuống đường tuần hành. Còn theo thông báo từ Tổng Liên đoàn Lao động CGT, 2,3 triệu người đã tham gia biểu tình trên toàn nước Pháp trong ngày 1 tháng 5 nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động. Đây cũng là ngày thứ 13 diễn ra chiến dịch phản đối do các công đoàn vận động để chống lại cải cách lương hưu của chính phủ, nên các cuộc diễu hành ôn hòa đã nhanh chóng biến thành bạo động khi căng thẳng bùng phát tại các khu vực trung tâm. Tại Paris, Lyon, Nantes, đám đông diễu hành đã nhanh chóng đụng độ với cảnh sát. Những phần tử quá khích đã gây hấn với cảnh sát, đốt cháy một số phương tiện sang trọng trên các tuyến đường công cộng, ném đá vào các tòa nhà chính quyền và về phía cảnh sát, buộc lực lượng này phải sử dụng hơi cay, lựu đạn. Theo thông báo vào cuối ngày 1 tháng 5 của Bộ Nội vụ Pháp, hơn 300 vụ bạo động đã diễn ra trên khắp nước Pháp. Cùng ngày, giao thông hàng không đã bị gián đoạn nặng nề với nhiều chuyến bay bị hủy tại các thành phố lớn.